ví dụ như là anh sẽ hát cái câu kia bài hát có ngọn núi, thấy không? Đây là legato. Còn ví dụ như mình sẽ áp dụng sắc tông này thì em sẽ nghe anh xử lý câu này như sau: bài hát có ngọn núi có ngọn, thấy chưa, có ngọn, em đang dùng sắc tông núi là lên là bình thường. Bài hát có ngọn núi có ngọn có ngọn, đây là sắc tông, thấy chưa? Đó, còn mình hát legato này: bài hát con ngọn núi quanh xa mờ, hiểu chưa?